Trái tim băng giá. Ngày xưa, trên thảo nguyên bao la, có chàng chăn cừu Peter đáng tin cậy nhất trên đời. Khi chàng đã hứa điều gì thì chàng sẽ thực hiện đến cùng. Dân làng nói với nhau rằng, một khi đã giao những chú cừu cho chàng thì trời có bão tuyết, họ vẫn yên tâm cuộn tròn trong chăn ấm. Cô ca! Cô ca! Ôi! Cô ca! Mày lạnh cống rồi! Sao mày đi xa thế này? Mày sao thế? Mở mắt ra nhìn tao này! Cô ca! Anh nhường áo cho nó thì anh sẽ lạnh cống. Tôi không thể để cô ca chết được. Tôi đã hứa với chủ của nó sẽ luôn đưa nó về nhà an toàn, kể cả khi anh có thể chết cống. Đúng thế. Cô ca, mày phải sống với tao nhé. Tao sẽ không để mày chết đâu. Mày sống rồi cô ca ơi. Xin cảm ơn cô. Nhưng sao cô có thể... Anh hãy hứa đừng bao giờ nói chuyện này với ai. Tôi xin hứa bằng cả trái tim mình. Chào anh, tôi là Mary. Tôi vừa chuyển đến làng này. Chào cô. Tôi nghe nói anh là một anh chàng chăn cừu rất cừ. Tôi có thể gửi và nhờ anh chăm sóc hai chú cừu này được không ạ? Đây là bánh tự tay tôi làm, xin biếu anh để anh thưởng thức. Ôi, cảm ơn cô. Mary ơi, anh về rồi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Tuyết rơi rồi. Ồ, sao tuyết lại rơi vào mùa này nhỉ? Nhớ một ngày cách đây lâu lắm rồi, tuyết cũng rơi trái mùa thế này. Cô ca bị lạc trong bão tuyết. Một cô gái tuyết đã cứu nó. Peter, anh đã hứa sẽ không kể chuyện đó với ai mà. Sao em biết? Em chính là cô gái tuyết đây. Em muốn sống hạnh phúc cùng anh, nhưng anh đã không giữ lời hứa. Vì vậy em không thể ở lại được nữa. Mary, em đừng đi. Vừa mới sinh ra, em đã bị bỏ rơi trong rừng giữa mùa đông băng giá. Khi trái tim em đóng băng, bà chúa tuyết đã mang em đi. Bà hứa rằng khi nào có một tình yêu đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em, thì em sẽ lại tin tưởng con người, sẽ biết yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác. Khi nhìn thấy anh chăm sóc và yêu thương cô ca, em biết tình yêu ấy đã đến với em. Nhưng giờ em không còn tin anh nữa. Một lời hứa có thể mang đến tình yêu, và một lần thất hứa có thể đánh mất tình yêu mãi mãi. Chàng chăn cừu đáng tin cậy nhất đã đánh mất tình yêu của mình như thế. Bởi cô gái chàng yêu có trái tim băng giá nhất và dễ tan vỡ nhất thế gian này. Những bông hoa dại. Qua xem kìa, cả một thế giới mới tươi đẹp làm sao. Ôi chao, mặt trời mới rực rỡ làm sao. Ước gì mình cũng được tỏa sáng lung linh như vậy. Bạn chỉ là một bông hoa dại, làm sao mà tỏa sáng được chứ? Mình chỉ là hoa dại, không thể tỏa sáng được ư? Ôi, bầu trời trong xanh và rộng lớn làm sao? Ước gì mình lớn lên sẽ được bao la như vậy? Thật là, các bạn hoa dại ơi, các bạn không thể lớn hơn được đâu, đừng mơ mộng nữa. Này bạn chim ơi, thế những bông hoa dại như chúng tôi có thể làm được gì? Chắc hẳn chúng tôi cũng phải làm được những gì to tát chứ.
làm được gì ư? Thì các bạn chỉ là những bông hoa dại thôi mà, nở rồi lại tàn. Hoa dại thì làm được gì to tát chứ? Ừ, chào các bạn hoa dại. Xem kìa, các bạn đã nở rộ rồi. Chị gió ơi, chị gió, chị thích thật đấy, được bay đi đây đó. Còn như chúng tôi thì cứ mãi sống cuộc đời bé nhỏ tẻ nhạt nơi đây. Ừ, được bay đi đây đó cũng thích thật đấy. Nhưng chúng tôi làm thân gió, cứ bay đi bay lại mãi, mà thực sự lại chẳng thuộc về đâu. Chẳng có lấy một mái nhà như các bạn ở dưới gốc cây cổ thụ này. Vậy sao? Chị gió ơi, chị bay qua những nơi như thế nào vậy? Hãy kể cho chúng em nghe với. Tôi cứ bay dưới bầu trời thôi, từ trong rừng xanh bay đến biển cả này, rồi đến các thung lũng, làng mạc. Đúng rồi, các bạn chỉ cần nói mình thích đi đâu, đến cuối mùa tôi sẽ mang hạt của các bạn đến đó. Rồi khi hạt mầm lớn lên, bạn sẽ thuộc về nơi đó. Thật vậy sao? Đúng vậy. Cho tôi theo nữa. Tôi nữa, tôi nữa. Được, tôi sẽ gọi các bạn gió nữa của tôi. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các bạn đến nơi mà các bạn muốn. Tốt quá, cảm ơn chị gió. Chúng mình sẽ đi đâu nhỉ? Ôi, ngoài thế giới bao la tươi đẹp, chỗ nào tôi cũng muốn tới. Này, cậu hãy đến chỗ dòng sông đi. Đó là nơi các dòng nước cùng nhau hội tụ. Đó chính là nơi tôi sinh ra trước khi kết tinh trên bầu trời để tạo thành mưa. Các cậu cũng có thể đến nơi đầu nguồn, có rất nhiều dòng suối róc rách ngày đêm kể chuyện vui lắm. Ôi, tuyệt ghê. Các bạn có thể nhờ gió bay cao lên trên các tầng mây, được ở trên cao nhìn xuống cũng tuyệt vời lắm. Cũng tuyệt đấy, được bay tít trên cao rồi nhìn xuống cơ mà. Ừ, ở phía bên kia ngọn đồi có một khu rừng rất tuyệt luôn. Tôi hay dừng chân bên đấy lắm. Wow. Không thì các bạn có thể đi về phương Nam. Các chị chim năm nào cũng bay về đó. Ở đấy nắng ấm chan hòa, cảnh vật phong phú. Thích thật. Tớ sẽ chọn đến chỗ các dòng sông. Tớ sẽ đến phương Nam. Còn tớ sẽ bay lên trên các tầng mây. Còn cậu, cậu sẽ đi đâu? Tôi vẫn chưa chọn được. Đâu cũng tuyệt cả. Nhất định tôi phải chọn một nơi thật vĩ đại để tới. Được rồi, nhớ chọn thật chắc chắn nhé. Vậy là ngày mai, các bạn gió sẽ đến mang mọi người đến những nơi khác rồi. Mình sẽ bay đến đâu nhỉ? Bạn hoa vàng ơi, bạn còn chưa ngủ sao? Xin lỗi đã làm bạn giật mình. Ngày mai các bạn đi rồi, tôi chỉ muốn tranh thủ nói lời cảm ơn thôi. Cảm ơn? Sao lại cảm ơn tôi? Bạn thật vĩ đại. Vĩ đại ư? Chắc bạn nhầm rồi. Tôi đâu có rộng lớn như bầu trời, đâu có tự do bay lượn đi đây đi đó như các bạn mây, gió và mưa đâu. Bạn không to lớn như bầu trời, nhưng tất cả các bạn đứng bên nhau tạo nên một thảm hoa mượt mà và rực rỡ vô cùng. Chính vì có các bạn mà thung lũng của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ đến vậy. Các bạn không biết chứ, lúc trước khi còn ở trên cây nhìn xuống dưới, tôi luôn háo hức chờ đợi các bạn nở hoa. Đến khi các bạn cùng nở rộ rồi, mỗi ngày mở mắt thấy các bạn, tôi đều rất vui và hạnh phúc. Thậm chí đã có lúc tôi ước được là các bạn đấy. Tuyệt quá! Nào, bay đi thôi nào! Kìa, còn một bạn hoa vàng. Bạn muốn đi đâu? Tôi sẽ ở lại. Ở lại? Bạn chắc chứ? Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ nhé. Còn tôi sẽ ở lại đây. Bạn đã háo hức đợi đến lúc được bay đi lắm mà. Sao giờ bạn lại quyết định ở lại? Tôi cũng mới hiểu ra thôi. Ở đây tôi đã có một mái nhà rồi. Vậy nên tôi sẽ ở lại. Để mùa sau thung lũng này vẫn có những bông hoa khác tiếp tục bọc lên và sống hạnh phúc ở đây. Sống hạnh phúc ở đây? Đúng vậy, tôi sẽ nói cho các bạn hoa dại nhỏ bé mùa sau rằng không cần phải đi xa, phải đến những nơi nào đó mới có thể trở thành vĩ đại
hay có cuộc sống ý nghĩa. Chỉ cần các bạn được sinh ra, cho dù là ở đâu, sống một cuộc đời vui vẻ, chan hòa, dù nhỏ bé cũng đã thật vĩ đại rồi. Tôi cũng ở lại. Năm sao thung lũng không thể thiếu màu hồng dù nhỏ bé được. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Đường và chân. Em biết phía trước đường rất trơn, sao lại không cảnh báo anh? Em đã cố cảnh báo anh, nhưng mà anh không chịu nghe, đã phóng xe lao về phía trước. Lúc đó anh còn... Thôi thôi, cô khỏi giải thích. Ý cô là mọi chuyện lại do tôi chứ gì? Không phải thế anh ơi, ý của em là... Từ giờ tôi và cô chia tay đi, xem như hai đứa mình không có duyên chung lối. Không thích một người bạn gái suốt ngày đổ lỗi cho người yêu đâu. Thế nhé, chào cô. Sao anh lại không nghe em nói hết câu chứ? Không có đường, đôi chân này vẫn chung đôi với bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác. Anh chân bám chắc vào, tôi tăng tốc đấy nhé. Nhanh nữa cô Tàu ơi. Ôi, trên tàu nếu không đứng vững cũng nguy hiểm quá. Hula, bên cô gió vẫn an toàn nhất, vì gió không bao giờ trơn trượt mà còn mát mẻ nữa chứ. Thấy mình bay cao nữa nhé anh chân. Ôi, từ từ em gió ơi. Gió thổi mạnh, anh sẽ không giữ thăng bằng được đâu. Ôi, trên không trung cũng nguy hiểm quá. Mau mau xuống thôi. Vẫn là em biển ổn nhất, vừa hiền lành lại vừa dịu dàng. Anh chân ơi, phía tận sau đại dương em còn nhiều cái hay ho lắm nè. Anh mau lặn xuống khám phá nhé. Tất nhiên rồi, anh sẽ khám phá hết đại dương cho em xem. Ôi, cá mập kìa, chết tôi. Ôi, ghê quá, sức mất mạng rồi, không dám lặn sâu như thế nữa. Nhớ em Đường quá, lần nào cô ấy cũng nhắc mình đi chậm để tránh gặp nguy hiểm. Chạy chậm thôi anh, kẻo té đó. Lần nào đi đường mới, sợ mình bị lạc, cô ấy đều khẽ in dấu lại cho mình. Mỗi khi mình sơ ý bị thương, em ấy lại trải dài thành bãi cỏ mát để mình đi đỡ đau chân hơn. Vậy mà mình đã không nghe cô ấy nói hết câu, đã bỏ mặc cô ấy. Em vẫn chờ anh về sao? Vì em nhớ anh. Đường, anh cũng nhớ em. Dù anh có đi đâu, về đâu vẫn không thể quên em được. Anh biết không, ngày anh đi, cuộc đời em cũng không còn ý nghĩa nữa. Em xin lỗi vì để anh bị thương. Anh đừng hận em nữa nhé. Không, chính anh mới là người nói lời xin lỗi. Vì trước đó anh đã không nghe em nói hết câu mà đã bỏ đi. Để rồi... Sau nhiều chuyện anh nhận ra, tình yêu nơi đâu, với ai đều có nhiều thử thách. Quan trọng là mình có giữ được độ bình tĩnh và cân bằng lại chúng hay không. Có thể nhiều lúc tình yêu đẩy mình vào thế nguy hiểm, hay những khó khăn làm mình căm thù đối phương đến tột độ. Nhưng sau tất cả, nếu như thiếu tình yêu, mình sẽ trở thành con người đơn độc và lẻ loi. Điều đó còn kinh khủng hơn là sự thù hận. Có thể những lúc bên nhau, anh và em có những mâu thuẫn không đáng có. Nó cũng giống như những hạt cát trong đôi giày của anh vậy. Nó sẽ làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng khi anh đã chọn đôi giày để tiếp tục chung bước cùng em, thì anh sẽ chấp nhận phủi bỏ hạt cát đi. Vì có giữ hận thù trong lòng, nó sẽ làm anh khó chịu hơn mà thôi. Em yêu anh, em tin rằng tình yêu sẽ hóa giải hết mọi hận thù trong lòng chúng ta. Mình bắt đầu lại anh nhé. Em à, sau lần hận em qua Úc du học mà không đếm xỉa đến tình yêu của chúng ta,
Anh trên đường về đã gặp tai nạn. Từ đó, trong lòng của anh quyết quên đi em. Anh đã đi chơi nhiều nơi để quên em, nhưng anh không làm được. Sau nhiều chuyện, anh nhận ra có để hận thù trong lòng, người đau khổ chỉ anh mà thôi. Mình bắt đầu lại em nhé. Anh sẽ chờ em từ Úc trở về. Anh yêu em. Anh Khiêm. Vị khách già khó tính. Cô ơi, đồ ăn của chúng tôi có chưa? Sao lâu quá vậy? Tôi cũng đang làm hết sức mình rồi, anh không thấy sao? Phục vụ đâu? Mì kiểu gì thế này? Lại là ông ấy. Melina, em không thể kiên nhẫn nổi với ông ấy. Chỉ có chị mới chiều được ông ấy thôi. Xin chào ông Walter. Chúc ông một ngày mới tốt lành và một bữa sáng ngon miệng. Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã nói món mì của tôi đừng cho nấm vào cơ mà. Dạ, nấm hương sớm nay mới hái. Rất tươi ngon và đặc biệt. Nó rất tốt cho sức khỏe. Nhất là bệnh tim mạch của ông đấy, ông Walter à. Nhưng tôi không thích vị của nó. Nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi. Ông hãy thử ăn một miếng đi. Cháu đảm bảo nó rất thơm ngon. Tôi đã nói không là không. Vậy cháu sẽ đem ra cho ông một đĩa mì khác ngay đây ạ. Cháu xin lỗi. Ngày nào cũng thế này. Chạy cuống cuồng từ sáng sớm đến tối muộn. Em sắp kiệt sức mất rồi. Bây giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm 30 phút, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon là sáng mai lại khỏe ngay thôi mà. Em phục chị thật đó. Lúc nào cũng đầy năng lượng, mà nhất là cái ông khách Walter đó chứ. Người đâu mà lúc nào cũng quạo quọ nhăn nhó. Chỉ có chị mới nhẫn nại nổi với ông ấy, chứ còn em thì chịu. Tuy bề ngoài ông ấy khó tính như vậy, ông ấy chắc chắn là một người sống rất nội tâm. Người già thường rất dễ cảm thấy cô độc, lẻ loi. Có lẽ chính vì thế mà họ tỏ ra cáu kỉnh, bực bội. Mình hãy cố gắng đặt mình vào để hiểu và trò chuyện với họ. Một chút kiên nhẫn thôi cũng đâu phải quá khó, đúng không em? Vẫn biết là vậy, nhưng công việc rối bù lại đủ thứ phải lo. Em không thể nào kiên nhẫn và bình tĩnh nổi ấy. Đúng là em còn xa mới được như chị. Có gì đâu, chị chỉ làm những gì mình có thể thôi mà. Xin mời ông Walter. Hôm nay ông thấy trong người ra sao ạ? Trong người tôi còn chỗ nào là khỏe mạnh đâu kia chứ. Nếu ông không bận gì thì sáng nay có tổ chức một cuộc thi hát ở quảng trường thành phố với những người cao tuổi đấy. Cháu nghĩ nó sẽ rất hay ạ. Cô nghĩ tôi còn đủ sức để tới được tận đó sao? Cháu có thể xin nghỉ 15 phút để đưa ông tới đó, ông Walter, được chứ ạ? Thật hoang đường. Hãy nhìn lại quán ăn đi. Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây trong 15 phút được sao? Dù sao thì cũng chúc ông một ngày tốt lành. Ông Walter. Một thời gian sau. Chị sao vậy? Mấy hôm nay em thấy chị có vẻ không vui vẻ như mọi khi. Không có gì. Chỉ là đã hơn 2 tuần nay chị không thấy ông Walter ghé quán chúng ta. Không biết là ông ấy có chuyện gì không nữa. Phải rồi, chị nói em mới để ý. Đỡ hẳn một khách hàng siêu khó tính. Chắc ông ấy chuyển tới ở cùng con cái hay đi nghỉ ở đâu đó thôi. Chị cũng hy vọng như vậy. Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với ông ấy. Xin mời ngài. Cảm ơn cô. Melina, có người tới tìm chị này. Chào cô. Xin mời ông. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tom Ho, là luật sư riêng của ông Walter. Vậy sao? Ông Walter dạo này sao rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ, thưa ông? Rất tiếc, ông ấy đã mất cách đây gần 1 tháng rồi. Trời ơi, quả là một tin buồn. Tôi rất tiếc.
ông ấy cũng đã từng nói với tôi rằng ông luôn mong chờ đến giờ dùng bữa tại nhà hàng. Đó là khoảng thời gian mà ông cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện mà cô dành cho ông. Thật vậy sao? Tôi rất vui vì biết mình đã làm được gì đó cho ông ấy. Tôi nghĩ mình sẽ tới thăm mộ ông ấy và tạm biệt ông ấy lần cuối. Và cảm ơn ông ấy nữa, Melina, vì cô cũng là một trong những người nằm trong danh sách thừa kế của ông ấy. Sao? Danh sách thừa kế ư? Cô sẽ nhận được 50.000 USD cùng với một chiếc ô tô do ông ấy để lại. Tôi thật sự đâu có làm được gì nhiều cho ông ấy chứ. Không, cô thực sự đã làm cho ông ấy rất nhiều. Cô xứng đáng với những gì mình nhận được. Cô đã giúp ông ấy cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn chỉ bằng nụ cười và sự nhiệt tình, cởi mở, tốt bụng của cô, Melina. Những thứ đó đâu phải ai cũng sẵn lòng đem cho người khác. Hoặc đôi khi vì quá bận rộn mà người ta quên bẵng đi. Nhưng cô thì không. Ông ấy cảm nhận được sự chân thành, quan tâm từ cô dành cho mình. Mặc dù ông chỉ là một vị khách không quen biết. Đôi khi những tình cảm chân thành đó đáng giá hơn rất nhiều so với tiền bạc của cải. Cảm ơn luật sư. Ôi, ông Walter, cháu biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình với ông đây. Điều ước đặc biệt. Cháu muốn một con robot bay xuyên không gian. Một điều ước hay, ta chọn nó. Đã tìm thấy điều ước của năm nay. Kính gửi ông già Noel, cuộc sống của con suốt ngày chỉ có học và học, thật là mệt mỏi, trong khi bố mẹ thật sung sướng. Xin ông già Noel cho bố mẹ con phải đi học như con. Đổi lại, con sẽ được chơi iPad và xem TV mỗi tối như bố mẹ. Yêu ông rất nhiều. Bé Alex phố cây rồi. Chào cháu. Ông già Noel. Con trai hai người, bé Alex đã gửi đến cho ta một bức thư kèm điều ước. Bé là đứa trẻ duy nhất được ta trực tiếp thực hiện điều ước của Giáng sinh năm nay. Anh có mơ không đi? Vậy ta tuyên bố ngay lúc này Alex sẽ chuyển sang làm công việc của bố mẹ. Còn bố mẹ sẽ làm việc của Alex cho đến hết Giáng sinh. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng chúng tôi không cần chuyển đổi gì cả. Vậy đi, nếu có ai chống đối lại việc thực thi điều ước, thì mọi thứ sẽ dần biến mất. Cháu cũng vậy. Nếu cháu từ chối thực hiện các công việc của bố mẹ, thì cháu cũng sẽ mất đi những đồ chơi yêu thích của cháu. Cháu rất thích được chơi iPad và xem phim, nên không phiền đâu ạ. Trong tay ta là cuốn sổ ghi danh sách các công việc mà Alex và bố mẹ phải làm. Các chú lùng đã thống kê rất rõ, hy vọng cả nhà hợp tác nhiệt tình. Cháu không được chơi iPad vào lúc này. Đi xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cháu không biết nấu bữa sáng. Nếu cháu không biết nấu bữa sáng thì cái iPad này sẽ biến mất đấy. Ta không muốn thế đâu. Da, chán quá. Cháu phải nấu sao? Mẹ để bột ở đâu? Mẹ ơi, bếp bật thế nào? Hai người cứ tiếp tục ngủ đi. Chưa đến lượt hai người. Chừng nào thì cháu được chơi iPad? Ừ, để ta xem nào. Sau khi xúc tuyết, cháu phải hút bụi nhà và giặt đồ. Đây là các bài tập toán, ngữ pháp, nhạc. Gì nữa nhỉ? Ta không nhớ hết, nhưng hai người cứ làm cho hết là được. Chúng tôi không làm đâu. Chúc vui vẻ. Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi,
ăn nhiều bánh ngọt không tốt chút nào. Hãy nhớ, anh chị đang sống như Alex, nên không được ăn nhiều bánh ngọt. Một miếng thôi mà. Gia sư môn toán tới rồi, chúc hai người học tốt. Bây giờ cháu đã được chơi iPad chưa ạ? Cháu còn một chậu quần áo cần mang đi giặt đây. Này, cháu được chơi iPad thỏa thích rồi, chơi đi. Cháu mệt quá, không chơi nữa đâu ạ. Bố mẹ như đánh trận với lịch trình học của con vậy. Con cũng rất mệt với công việc của bố mẹ. Đây là danh sách những công việc tiếp theo. Dì cơ, cháu xin ông, như thế là đủ rồi. Bố mẹ đã hiểu cho lịch trình học dày đặc và quá sức của cháu rồi đấy. Còn cháu thì đã hiểu rằng bố mẹ không chỉ chơi iPad với xem TV không thôi. Bố mẹ con có rất nhiều việc phải làm hàng ngày. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn ông già Noel. Quả thật chúng tôi đã không đặt mình vào vị trí của con, mà chỉ biết kỳ vọng vào con quá nhiều. Nào, lại đây con yêu. Con đã vất vả nhiều rồi. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.